Kính thưa quý vị, Nguyễn Sơn Nam xin trân trọng chào quý vị. Happy New Year! Chúng ta vẫn còn mùng tử vi và trên màn hình quý vị đang gặp học giả Đỗ Thông Minh từ Tokyo. Trước hết, trân trọng kính chào anh Đỗ Thông Minh. Happy New Year, mi. Dạ vâng, Happy New Year anh Nguyễn Sơn Nam và tất cả quý khán thính giả. Dạ. Chúc quý vị một năm mới an khang, thịnh vượng và hạnh phúc ạ. Dạ, cảm ơn anh. Dạ. Thì thưa quý vị, đó là hiện nay đó là có lẽ chúng ta đi một chút vào tình hình Tết Việt Nam. Yeah. Sau đó đó chúng ta sẽ đi được một chút xíu về cái trận cầu giữa Đài Loan và Việt Nam, nữ Đài Loan và nữ Việt Nam gặp nhau ở sông động Mumbai chỉ một vài giờ tới. Mà cái trận cầu này nó quan trọng đến cái mức rằng ai thắng sẽ người đội đó lọt vào vòng chung kết của giải vô địch nữ thế giới năm 2023, cho nên trận này rất là thú vị thưa quý vị. Bây giờ trong nước rao rực từ Ải Nam Quang tới mũi Cà Mau, 97 triệu dân Việt Nam đều chờ đón trận cầu này. Chúng tôi sẽ nói nó sẽ như thế nào. Sau đó thì chúng ta sẽ tiếp tục nói cái chuyện mà gì đến Minh. Vâng, cái ăn Tết xong thì mình nhắc sơ về tình hình COVID. Rồi bắt đầu mình nói tới một vài cái nhân vật Việt Nam là ông Vũ Đức Đam và cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, một số tin tức về cái giới thượng tầng này đang xảy ra chuyện gì. Dạ. Thế bây giờ mình bắt đầu câu chuyện anh Minh. Dạ. Thì mời anh. Dạ, thưa với quý vị thì Việt Nam năm nay ăn Tết nó cũng đương nhiên vì cái tình hình dịch chung cho nên có thể nói rằng là nó không có được vui tươi hoàn toàn. Có những địa phương vẫn còn phải lo vất vả, còn một số nơi thì cũng đã thoải mái rồi. Thì tổ chức nó cũng có lẽ lớn hơn chút. Nhưng mà chúng tôi xin tổng kết sơ là như thế này. Từ thời ông Võ Văn Kiệt thì chúng ta biết đã cấm đốt pháo nổ chỉ cho pháo bông thôi. Thành ra hàng năm Việt Nam đều đốt pháo bông và bà con coi rất là đông. Nhưng mà năm nay vì để tránh cái vấn đề tập trung đông cho nên đặc biệt năm nay là bỏ đốt pháo bông. Đó là cái chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai là về chợ hoa. Thì chúng ta hầu hết đều biết chợ hoa Nguyễn Huệ. Nhưng mà ngoài Bắc á, thì chúng tôi thấy là ở Hà Nội cũng có năm làm chợ hoa là tập trung lại thành những gian hàng và có những cái thiết kế rất là mỹ thuật. Tuy nhiên dường như năm nay không có tổ chức chợ hoa mà là các chợ chuyên bán hoa đó thì mua nhiều hoa hơn để về bán, chứ không thành một cái chợ hoa mà ngoài Bắc như vậy là 14 cái chợ hoa, là những cái chợ nhỏ nhỏ chứ không tập trung lại làm thành một cái khu đặc biệt cho Tết. Thế thành ra nó là chợ thôi, thành ra vì vậy cho nên có lẽ cũng không có gì để nói nhiều. Nhưng mà ở miền Nam á, thì cái con đường Nguyễn Huệ vẫn là con đường chợ hoa hàng năm. Hồi chúng tôi còn ở Sài Gòn thì cũng có đi Tết chợ hoa, thấy bà con đi đông lắm. Và ngày xưa đó thì cũng hay có cái chuyện lén lén bứt đại trái quất chẳng hạn như vậy đó, nhưng mà ít chút xíu thôi. Còn bây giờ năm nay đó thì cái hôm mở chợ đó là coi như là ngày 29, thì tối hôm đó, đó là 8 giờ mới bắt đầu vào. Họ chuẩn bị cũng lâu lắm, cả tuần đó, nhưng mà 8 giờ mới bắt đầu vào và 10 giờ là chấm dứt đó. Và ai vào như vậy đều phải xét là đã có giấy chích và coi như là đã có chứng nhận test COVID thì mới được phép vào. Và số người đi thì tương đối cũng đông, bởi vì sau nhiều cái ngày bị giam hãm và coi như là Tết này thì có mỗi một cái chỗ chợ hoa là tương đối tập trung vui chơi nhất, cho nên bà con kéo tới đây cũng khá đông. Thì trong đó ngoài các cái tiểu cảnh liên quan tới Tết, rồi liên quan tới con hổ, thấy có hai con hổ rất là to bằng gỗ. Còn ngoài ra thì là các gian hàng về nông sản là nhiều nhất, nông sản. Rồi có cả gian hàng của một số tòa đại sứ nữa anh ạ. Mấy lần trước tôi không thấy, nhưng mà năm nay thì mỗi tòa đại sứ lại có một gian hàng. Dạ, và gian hàng tòa đại sứ thì chỉ có tính cách triển lãm, giới thiệu quốc gia họ thôi, chứ không có buôn bán gì, bởi vì nó nhỏ lắm. Dạ. Thì đó, đại khái dân mình thì cũng ăn mừng cái hôm mùng 1 đã đấu thắng Trung Quốc 3-1, và bây giờ thì chuẩn bị chờ đón cái trận đấu phái nữ giữa Việt Nam với Đài Loan ở tại Ấn Độ. Dạ. Còn về cái vấn đề
Tết đó, thì thưa quý vị là cái vấn đề và COVID thì bây giờ nó đang ở cái mức là cỡ 8.600 ca nhiễm một ngày, ca nhiễm mới. Như vậy so với trước đây một tuần thì nó giảm được độ một nửa, tức là tương đối cũng đỡ hơn một chút. Và bây giờ con số tổng cộng mà số người ở Việt Nam chúng ta bị nhiễm mới đó, và cho tới đầu cho tới bây giờ đó, thì nó lên tới cái mức là 2.327.000, tức là cũng khá cao, nó vẫn tiếp tục tăng. Và số tử vong thì lên tới 38.261 người. Cho nên là so với một tuần trước thì tương đối nó giảm, nhưng mà chưa biết bao giờ nó xuống hẳn hay là nó lại lên nữa thì mình cũng không biết. Như chúng ta thấy trường hợp ở Nhật mà chúng tôi đã tường trình chừng 3 tuần trước á, thì có khi còn có 200-300 người à. Nhưng mà bây giờ nó lại lên tới 20-30 ngàn người thì cũng không thể hiểu được. Có thể là do tại cái Micron mới á, thì nó lây lan nhanh quá cho nên bên Nhật cũng bị nặng. Nhưng mà nghe nói là cái bệnh này, trường hợp này thì thường nó không có nặng, cho nên đến chữa và nhận thuốc thì nhiều, nhưng mà phải nằm phòng cấp cứu thì tương đối là ít. Dạ. Thì thôi anh Nam nói một chút về cái đội nữ đi. À, trước khi qua thì tôi xin giới thiệu về cái vấn đề đại hội mùa đông. Chúng ta biết rằng Thế vận hội thế giới á, nó có 3 cái. Thứ nhất là Thế vận hội bình thường cho người khỏe mạnh vào tháng 7, tháng 8. Và sau đó chừng 2 tuần thì nó có một cái là Paralympic, là Thế vận hội dành cho những người khuyết tật. Cái khuyết tật này thì ngày xưa Nguyên Thủy ở La Mã nó không có. Nhưng mà sau Thế chiến thứ 2 đó, thì cả mấy chục triệu người chết và cả trăm triệu người bị thương. Cho nên cái số người bị thương tật rất đông và số người tham gia thể thao cũng rất nhiều. Cho nên nước Anh có lẽ là nước đã đề nghị ra cái chuyện là Paralympic nhân cái cơ sở đã có sẵn của Olympic thì nghỉ ngơi 2 tuần để bắt đầu. Thành ra bây giờ nó trở thành một cái truyền thống rồi. Thành ra đó là cái đại hội thứ hai. Và cái đại hội thứ ba đó là Thế vận hội mùa đông. Dạ, và năm nay ở tổ chức ở tại Bắc Kinh ngày mùng 4 tháng 2. Và đặc biệt tất cả những cái buổi khai mạc cũng như là chấm dứt những cái thế hội này đó, bây giờ đó thì họ sử dụng bằng đèn rất là độc đáo, không phải là chỉ có màu bình thường mà nó là phim và nó chiếu cả một cái sân vận động luôn. Lần này nó tổ chức ngay cái sân ổ chim mà cái tổ chức nơi mà tổ chức Thế vận hội cấp Bắc Kinh trước đây đó thì cũng tổ chức ở đó. Và phim chiếu rất nhiều, pháo bông cũng rất là nhiều. Phải nói tất cả người ta đều ca ngợi là đẹp và rất là sang trọng. Nhưng mà như chúng ta biết đó, là tuyển thủ ở các nước đi dự, nhưng mà rất nhiều phái đoàn ngoại giao theo chân Mỹ thì họ không đi dự. Đó. Riêng theo như thông tin thì có khoảng 20 lãnh đạo quốc gia trên thế giới tới tham dự, và đặc biệt là có Putin. Bởi vì chúng ta biết là lâu nay hai nước Putin của Nga và Trung Quốc thì rất là thân thiện với nhau. Bên Nga mà có tổ chức lớn thì Tập Cận Bình cũng qua, mà ngược lại bên Trung Quốc có những cái lễ hội lớn thì Putin cũng qua. Hai bên qua lại gặp nhau 80 lần rồi. Tương đối là có vẻ rất là thân thiết với nhau. Tuy nhiên họ nói là không cần một cái hiệp ước. Đã, thân nhau vậy là đủ rồi, không cần. Thành ra tới bây giờ thì vẫn chưa có một cái hiệp ước chính thức nào giữa hai nước về vấn đề hợp tác quân sự. Nhưng mà thực tế thì họ đã có những cái tổ chức coi như tập trận chung trên đất cũng như trên biển trên 10 lần rồi. Và cả hai coi như là hạng nhì và hạng ba thì vẫn nhắm Mỹ là hạng nhất, làm sao bằng Mỹ hoặc là vượt qua Mỹ. Và cái xác suất là vượt qua Mỹ trên một số lĩnh vực thì nước đầu có cái có thể làm như vậy. Chúng ta coi cái khai mạc cái Thế vận hội mùa đông thì chúng ta sẽ thấy cái sự hoành tráng của nó. Và chúng ta biết rằng là về cái vận động viên bình thường thì Trung Quốc cũng là trở thành một đại quốc về thể thao, mà về vận động viên mà bị khuyết tật thì Trung Quốc cũng đứng hàng đầu. Tức là một nước vốn nghèo thì chúng ta biết thường thường thì cái thành phần khuyết tật ít được nâng đỡ, nhưng mà qua cái số tuyển thủ của Trung Quốc khuyết tật đó mà lãnh số huy chương gần như nhiều nhất thì chúng ta thấy rằng là cả hai lĩnh vực là Trung Quốc đã đầu tư rất nhiều và họ đã trở thành một đại quốc về vấn đề thể thao. Nhưng mà có những cái bộ môn, thí dụ như là bộ môn đá banh thì cũng giống như nước Mỹ, dở là vẫn dở, mặc dầu nhiều khi thuê các huấn luyện viên ngoại quốc về nhưng mà thua thì vẫn thua. Thứ hai nữa là cái môn bầu dục,
thì đối với Mỹ và Nhật là kể như môn thể thao hàng đầu, nhưng mà đối với Trung Quốc thì gần như không chơi, Nga cũng không chơi luôn. Đó, Đài Loan, Nam Hàn thì có chơi. Thì nói chút chút xíu về tin tết bổ sung bên mình trước khi ta sang chủ đề khác, thì theo cái thống kê từ Bộ Y tế của cả miền Nam và thống kê về số cấp cứu vào trong cả nước trong 6 ngày tết, 6 ngày tết từ ngày 29 tháng chạp cho đến ngày mùng 5 tết, thì con số người cấp cứu lên 2.838 vụ cấp cứu. Mà đó thì chủ yếu là do đánh lộn nhau. Anh thấy một cái Tết của một đất nước đó, 100 triệu dân mà có khoảng gần 3.000 dân phải đi cấp cứu vì đánh lộn, do say xỉn, do gây lộn, do nói chung là cái người Việt Nam hung quá, người Việt Nam hung dữ. Con số đó cho thấy rằng người Việt Nam rất là hung dữ. Con số đáng lưu ý thứ hai là có 47 người bị tử vong do bị ngộ độc. Rồi, ngộ độc ở đây là do thuốc trừ sâu, thuốc xịt rời ấy. Thì ta thấy là cái vấn đề ăn uống cũng rất là bậy bạ, anh biết không? Đánh lộn hung hăng và ăn uống mất vệ sinh, thì đó nhiễm độc trong thực phẩm, đó là vấn đề lớn của đất nước Việt Nam hiện nay. Trong đó có một cái con số chúng ta đáng lưu ý và đòi hỏi thêm mình là có 316 ca cấp cứu do đốt pháo. Thì anh nói cấm đốt pháo thì sao có 316 ca đi cấp cứu do đốt pháo anh? À vâng, thưa anh là có cấm, nhưng mà trong vài năm trở lại đây thì hay có đốt pháo lén, hoặc là họ không đốt pháo nổ mà họ đốt cái loại pháo bông. Pháo bông bây giờ cũng đặc biệt lắm, không phải là một cây mà nó thành một bánh như vậy nè, ở bên trong nó có khoảng chừng có khi là 20 mấy cây pháo bông á, thì nó cứ cháy lần lượt rồi nó bay lên bay lên bay lên, thành ra có kể cả pháo nổ nữa, vẫn có những người cái gì cấm á, thì nó bán lậu có giá, thành ra nó vẫn có đốt. Và như anh thấy là cái số người bị thương nhiều như vậy, cũng như là ngày xưa tôi nhớ đó, hồi còn trung học năm nào cũng phải đi cứu trợ ở ở ở bên cái gì đó, cái gì một cái khu phố ổ chuột của mình đó, là năm nào cũng bị cháy hết đó. Năm nào cũng học sinh cũng đi hỗ trợ hết đó. Thành ra cái người mình đó là chơi thì thích, đôi khi hơi bạo, thích là đốt rồi quăng vào nhau chẳng hạn như vậy. Ở bên Đài Loan nó có cái trò chơi đó, nhưng mà vào đó thì nó đội nón bịt mặt, thành ra chính vì nhà cửa của mình đó thì đồ đạc nó lộn xộn và nhà gỗ thì nhiều, cho nên đốt pháo nhiều khi không cẩn thận, cho nên là bị cấm. Nhưng mà cấm nhưng mà vẫn có đốt chứ không phải là không có đốt, đặc biệt năm nay là miền Trung đốt nhiều nhất, đốt pháo nổ đó. Thì đó Còn là cái số người mà bị chết, bị nhập viện khẩn cấp và về Tết thì năm nào cũng vậy anh. Nó có hai cái chính. Thứ nhất là đánh nhau trong bữa nhậu. Thứ hai là say và lái xe. Thì ở Việt Nam mình thì bạn bè thì cứ thích rủ nhau uống rượu. Nhưng mà chỉ có mỗi một cái thôi. Tao không say mà nói tao say thôi. Rồi cãi nhau tới, cãi nhau lui rồi đánh nhau luôn. Chỉ có tao không say mà nói tao say. Thì ngày xưa tôi ở cái xóm của tôi đó, thì tôi thấy là thỉnh thoảng có những bữa nhậu thì tôi thấy rất là tội nghiệp, nhất là các bà vợ. Ông chồng là nói là bữa nay mời bạn tới là bà phải lo đi chợ nấu ăn làm đủ thứ hết, còn ông thì vẫn cứ phì phèo thuốc lá rồi ngồi đọc báo nói chuyện thôi. Thế đến lúc mà tổ chức bữa tiệc bạn bè kéo tới đông rồi đó, thì anh biết thường thường á, bà vợ lặn đi đấy, bà con ở đó thì thôi sai vặt, và thứ hai là các ông nói bậy, các ông chửi nhau, các ông đánh nhau rồi không bà nào chịu nổi hết đó, đa số là lặn đi. Tới khi mà các ông gần xong rồi đó thì bắt đầu trở về lo dọn dẹp, thế là các ông xách đít về thôi, nghĩa là không làm gì hết, thành ra các bà là gánh hết cả bữa tiệc. Thì rất phải nói rất là tội nghiệp mà các bà lo cho các ông ăn xong rồi có khi bị đánh bị chửi, chồng thì nhiều khi thấy vợ làm không kịp lại vì nể khách cho nên lại chửi vợ chẳng hạn như vậy đó, thành ra đó là những cái chuyện mà tôi thấy là không tốt. Bên Nhật đó thưa quý vị, thực ra đó họ cũng nhậu dữ lắm, nhưng mà ít có say xỉn là một, thứ hai là đôi khi có hơi 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 lớn tiếng nhưng mà rất là ít, nói chung rất là ít và hầu như không có đánh nhau, rất hiếm. Nhưng mà đặc biệt cái là phụ nữ Nhật
nhậu ngang với gần như phái nam. Việt Nam mình cứ hỏi tới phụ nữ là nước cam, nước cam. Đa số là 95% mình phụ nữ là uống nước cam, nước ngọt. À, còn ở Nhật đó là từ lúc bậc trung học, nhất là đại học, họ hay có những cái sinh hoạt tất niên. Thành ra kéo nhau đi là nam nữ là uống bia gần như ngang nhau. Thành ra tới bây giờ cũng vậy. Trong các quán nhậu của Nhật, phụ nữ rất là đông, chiếm ít nhất là khoảng 30%. Khác Việt Nam, anh để ý ông, Việt Nam chỗ gọi là nhậu á, ăn uống thường thì không nói chi, chỗ Việt Nam đàn ông nhậu là hầu như ít khi nào có các bà lắm, nhưng mà bên Nhật này là nói là nhậu là các cô là gật đầu thoải mái bình thường, cũng giống như rủ nhau đi ăn thôi. Thành ra họ uống bia hay họ uống sake cũng rất là nhiều. Riêng tại Mỹ thì đó là địa ngục của bọn nhậu anh biết không? Tại Mỹ là địa ngục của bọn nhậu, anh ở đây nhiều lần anh biết mà. Mỗi lần nhậu xong mà lên xe mà lái xe mà bị cảnh sát phạt á, là bị DUI thì cái như tàn đời anh biết không? DUI là tàn đời, là say rượu lấy xe đó là cái như tàn đời. Cho nên gần như mấy ông thần nhậu Việt Nam á, ông qua Mỹ rồi từ từ cũng cai rượu hết. À, anh nói cái đó này, mình xin phép để nói cái này. Tức là ngày xưa đó, cách đây khoảng 20-30 năm, mỗi một năm số người Nhật chết vì tai nạn xe, hầu hết là xe hơi đó, là khoảng 16.000 người. Vì bên đây rất ít dùng gắn máy, gắn máy họ chỉ đi trong phố và các bà đi gần gần chút chút thôi. Còn di chuyển chính là xe hơi. Cho nên tai nạn chết đó, hầu hết là xe hơi, 16.000 người. Còn Việt Nam á, thường thường tai nạn đó, là xe hơi cộng với lại xe hơi cán xe gắn máy, nhất là những chiếc vận tải đến lúc nó quẹo đó, nó không có thấy đó, cán xe gắn máy đi bên cạnh là nó cả. Đường Việt Nam quá chật chội mà đi là không có kỷ luật, cứ chở chống là chen vô. Thì mình mỗi lần mà hướng dẫn những người mà từ Việt Nam đi du lịch Nhật, mình hay chú ý họ hai điểm. Quý vị ngồi xe này, trong cả cái chuyến đi của quý vị sẽ để ý gần như tài xế không có bóp còi. Đó là cái chuyện thứ nhất. Thứ hai nữa đó là không có giành đường, nó rất là nhường nhau đó, và đặc biệt là không có bóp còi. Còn bên Việt Nam thì có một cái câu nói đó, đi xe mà không bóp còi là đi không được, anh phải bóp còi để người ta tránh ra thì may ra anh mới chen lên được, chứ còn mà anh không bóp còi là không được. Cho nên mình nói là đáng lẽ là xe Nhật là tháo cái còi ra bởi vì không cần còi, nhưng mà đúng ra đó, những cái lúc mà nguy hiểm hoặc là những cái lúc mà đèn đỏ rồi cái thằng trước nó ngủ gục nó chưa kịp lái đó thì có bóp còi thúc giục, nhưng mà hiếm lắm. Nghĩa là một ngày lái xe đó, chắc may ra một lần bóp còi là cùng, ít lắm. Và đặc biệt bên Nhật bây giờ mỗi một năm chỉ còn có chừng 6.000 người chết thôi. Vì anh thấy không? Từ 16.000 mà xuống 6.000. Trong khi cái mức ở Việt Nam á, trung bình một năm số người chết về tai nạn á, nói chung đó, khoảng từ 8-10.000. Khoảng đó. Đó, mà là cao so với Nhật. Nhưng mà mình chết, nó đi gắn máy bị chết nhiều lắm. Tại vì đa số mình là gắn máy, Nhật thì là xe hơi. Bây giờ Nhật họ phạt như thế nào? Nhật đó là cái vô một cái quán, mà nếu mà quán đó biết người đó lái xe mà bán rượu thì chủ quán chịu trách nhiệm, cũng chịu liên đới. Và cái quan trọng nhất nữa là những người đi chung trong xe cũng bị trách nhiệm liên đới. Tại vì thí dụ như bây giờ có một người lái xe chở bạn đi chơi, rồi bây giờ ông uống rượu, ông hơi say rồi, mà nếu ông không lái thì xe bỏ đó và tất cả phải tìm đường xe điện đi về. Cho nên nhiều ông thì nói không sao hết, tao không sao hết, để tao lái. Thành ra đến lúc mà lái đó, mà bị cảnh sát bắt đó, là phạt không những ông đó là nặng rồi, tất cả những người xung quanh cũng bị phạt rất nặng. Thành ra không phải là ô tôi không biết, tôi chỉ ngồi thôi, tôi không biết thì không được. Anh đi xe mà thằng đó hai tất cả cùng vừa mới từ quán nhậu ra, điều tra là tất cả cùng đang ăn nhậu, mà tài xế nhậu mà lái xe mà là đụng hay không đụng mà bị bắt thì tất cả những người liên hệ cũng bị. Cho nên tự động những người liên hệ phải cản đó, cản người đó không cho người ta lái. Mà nếu mà chẳng đặng đừng á, anh chịu khó đi bộ ra xe, đi xe điện về. Chứ không có thể mà đi xe của một người lái xe mà say rượu mà không thể nói là chỉ có người đó trách nhiệm không. Chính vì cái phạt này mà cái số người, số tai nạn đụng xe nó giảm đi rất là nhiều như vậy. Thì nói đúng ra cái chuyện mà năm nay đọc con số đụng xe Việt Nam cũng rất là đáng sợ. Tuy có giảm hơn năm ngoái, dù số rất là chóng mặt anh biết không? Chóng mặt. Bây giờ không biết tin Tết nhất còn gì nữa không, mình qua tin Tết mà đi qua. Để còn... nói nốt cái chuyện là xe cộ thì mình có nhận xét như thế này. Mình nhìn đường ở bên Việt Nam người ta đi đó, cứ từng khối đi, cứ chen vào nhau.
rồi phải đợi cái khối đó đi, rồi khối này lên, rồi khối này lên, từng khối một khối như vậy, rất là kẹt. Điểm thứ hai nữa, quan trọng nhất, mình để ý thấy là mặt đường của Việt Nam đó, sơn trắng rất là ít. Có thể nói so với Nhật chỉ có 1/10 thôi. Người Nhật đó là họ đi rất là cẩn thận, rất chịu khó nhường đường và rất giữ kỷ luật. Thế mà đường họ vạch đó, rất là kỹ. Còn đường Việt Nam đó, vạch rất là lờ mờ, mà chỉ rất ít vạch thôi. Thì mình thấy rằng là một trong những cái biện pháp quan trọng nhất để bảo đảm vấn đề giao thông, Việt Nam đang chú trọng cái chuyện đó. Nhưng mà mình thấy rằng là cái vấn đề vạch đường là gần như không thể chấp nhận được, bởi vì quá ít, đáng lẽ phải vạch nhiều hơn nữa. Quý vị cứ dịp gõ ở mặt đường Nhật xem, nó gõ gấp 10 lần Việt Nam về cái số vạch trắng. Chính vì vậy họ đi nó nghiêm chỉnh và nó đúng hơn. Còn Việt Nam mình trên nguyên tắc cứ hở là leo. Cho nên mình thấy có những cái cảnh nhiều khi ở những cái phố đó, họ sinh hoạt trên vỉa hè đó, mà xe nó cứ leo lên vỉa hè đó. Có những đứa nó tức, nó cầm gậy, nó quật. Anh nào mà xe lên vỉa hè là nó quật. Thiên hạ là chạy toán lạn, đường dưới lề đường thì lại, lòng đường thì lại chặt rồi, rồi bây giờ làm sao trên lề mà đi xuống được. Nhưng mà nó đứng nó chặn, đi ngang là nó quất, nó đánh. Đó, ở Việt Nam mình là vậy. Không phải chỉ có xe không, người nó ra nó cái chị luôn. Nó kinh khủng quá, kinh khủng. Đây, bây giờ tới cái COVID chút xíu đi anh, trước khi mình vào bóng đá nha. COVID vừa nói rồi anh. Dạ. Yeah. Vừa nói rồi. Thì anh muốn nói. Thôi không nói thêm nữa, vừa nói rồi, nói ở đầu rồi. Dạ. Yeah. Yeah. Anh muốn nói gì tiếp không? Trước khi bây giờ mình xin chia sẻ với quý vị về hai nhân vật. Tuy là thông tin chưa rõ, nhưng mà chúng tôi cũng muốn nói với quý vị để mình biết sơ sơ. Thứ nhất đó là cái nhân vật Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam là một người trẻ du học. Thì chúng ta thấy còn trẻ, được coi là một trong những thủ tướng trẻ nhất. Và trong cái ông làm một cái việc không rõ ràng. Thí dụ như là trước đây cái vấn đề về Bộ Y tế có vấn đề, thì bà Kim Tuyến bị mất chức, thì ông vô ông làm bên bí thư đảng ủy ở đó. Ông không phải bác sĩ, không là gì hết. Nhưng mà ông là có cái khả năng về điều động, đó, chỉ huy, cho nên ông lại qua ông làm bên y tế. Rồi mấy lần mà mình thấy ông ra ông điều trần trước Quốc hội đó, thì ông lo cả vấn đề văn hóa nữa. Ông cũng là coi như là chủ trì cái chuyện là biên soạn bộ bách khoa từ điển Việt Nam. Nhưng mà trong đó thì lại nói là phải có tư tưởng Marx Lenin vân vân. Hoặc là trước đây ông nói là con nít đó thì phải khi hát quốc ca phải khóc, phải yêu nước, cái kiểu như vậy đó. Thì mình thấy ông cũng hơi có vẻ quá khích. Nhưng mà ông đang làm trưởng ban chống COVID. Thì đến thời Thủ tướng Phạm Minh Chính đó, lên một thời gian ngắn, thì coi như sau ba cái đợt đầu, tương đối thấy là ông làm cũng được. Mình không có chi tiết 100%, nhưng mà mình thấy tương đối cũng được. Nhưng mà qua cái đợt thứ tư thì chúng ta thấy là tình hình rất là nghiêm trọng, và chính nhà nước cũng bất nhất. Đến khi mà người ta vỡ tổ, người ta bỏ phố về quê rồi thì mới ra lệnh là ai ở đâu ở đó. Hoặc là những cái bảo đảm của nhà nước là không bỏ sót một ai, nhưng mà người ta thấy nhà nước rõ ràng là lo không nổi, cho nên là tự phải tự lo lấy thôi. Thì thấy cái chuyện này có lẽ vì nó nặng như vậy, cho nên là phần nào ông Đam cũng chịu trách nhiệm hay chăng. Thế nhưng mà rõ ràng là ông Thủ tướng lại hạ chức ông này xuống là phó, và chính ông Thủ tướng Phạm Minh Chính lại làm trưởng ban đối phó với COVID. Thì chúng ta thấy đó là cũng là một hình thức hơi bị mất mặt, tức là đang Thủ tướng thì lại là trên rồi, và ông Thủ tướng thì ông có quyền, ông xen vô mọi việc, nhưng đâu việc gì ông phải nhảy ra làm một cái ủy ban chuyên môn như vậy, mà trong khi một người khác là Phó Thủ tướng đã đang giữ cái chức đó. Và bây giờ thì ông mất chức luôn, mất chức cái trưởng ban coi như là chống đại dịch luôn, và ông được cử làm coi như là trưởng ban coi như là về vấn đề dân số và phát triển, chỉ đạo về vấn đề dân số. Mà cái ủy ban này đó, nó không phải là cấp bộ, nó cũng không có cơ sở, không có hệ thống gì to lớn hết. Thành ra nó mới được hình thành lại từ cái nghị quyết định số 157 của Thủ tướng thôi. Và khi quyết định cái cơ quan này thì mới lại cử ông Đam qua làm coi như trưởng ban. Thành ra thực ra nó giống như là một cái tổng cục hay là dưới cấp bộ đó, mà không có nhân viên gì rõ ràng hết. Có lẽ lúc bây giờ nó mới bắt đầu nó lập, còn đa số nhân viên đó lại là thuộc của các bộ khác kéo vào, khi mà có chuyện thì kéo vào. Thí dụ như là ông Nguyễn Thanh Long là Bộ trưởng Bộ Y tế đó, thì là phó cho ông Vũ Đức Đam. Tức là khi mà có việc thì họp, tại vì dân số thì nó cũng liên quan tới nhiều mặt lắm. Nhưng mà nó là một cái loại bộ hay một cái loại tổng cục mà không có nhân viên cơ hữu gì bao nhiêu hết. Thành ra không hiểu tại sao lại bây giờ ông Đam lại rơi xuống cái tình trạng như vậy.
tức là đã xuống phó rồi, bây giờ gạt ra ngoài luôn. Bây giờ ông làm cái chức gì anh? Tức là bây giờ ông làm trưởng ban chỉ đạo về dân số và phát triển, tức là cái ban nó hơi giống như là ông Võ Nguyên Giáp mà lúc bị thất sủng á, cử ra cái ủy ban về về cai đẻ. Tôi muốn dẫn anh vô câu đó, tôi muốn dẫn anh vô câu đó. Khi mà em trình bày với tin này, tôi đề nghị đến Võ Nguyên Giáp. Dạ, nó cũng hơi giống như Võ Nguyên Giáp vậy đó, làm cái ủy ban nó không có cái cơ quan nhân sự gì bao nhiêu hết. Đó, mà vô thưởng vô phạt, có đẻ thêm một tí hay bẻ bớt một tí chắc cũng chẳng ảnh hưởng gì. Thì đó là vấn đề người ta đặt ra đó, thành ra chưa biết là tương lai như thế nào. Tại vì tôi có nghe tin tức từ một cái anh Việt Nam cũng khoảng 40 mấy tuổi, anh này gần 50 gì đó, thì thấy anh này rành tin tức về thượng tầng lắm. Nhưng mà trong lúc anh nói về ông Vũ Đức Đam thì có vẻ ông cũng không có hoan nghênh lắm, cũng là coi là một người khá nhưng mà có nhiều việc làm không tốt, nhưng mà không nói rõ là cái gì, và nhà nước cũng không nói rõ là cái gì. Bởi vì trước giờ ông là phó thủ tướng mà ông nhảy lung tung hết á, chỗ nào trống thì được cử ông vô để mà ông hỗ trợ thế thôi. Thành ra bây giờ thì ông làm cái gọi là trưởng ban chỉ đạo về dân số và phát triển. Có nguồn tin là ông có vợ nhỏ và con rơi mà phải đưa đi ngoại quốc. À vậy hả, cái đó thì mình không rõ, không biết. Có vợ nhỏ và con rơi đưa đi ngoại quốc thì có nguồn tin đồn như vậy. Thì cái tội ông ta bị trừng phạt hiện nay, cách trừng phạt của Hà Nội là cho về chỗ mà nó không có quyền lực ngồi chơi sư nước. Thì Võ Nguyên Giáp đã từng bị như vậy, bây giờ ta Vũ Đức Đam bị như vậy thì chúng ta biết. Nhưng mà các tội nữa, một tội nữa nghe đồn tại Hà Nội là có vợ nhỏ con rơi và đưa các vợ nhỏ con rơi ra ngoài quốc sinh sống để tránh tai tiếng đi. Thì các ông to Việt Nam đã 10 ông hay 9 ông có vợ nhỏ con rơi rồi. Trước đây thì các cán bộ cao cấp mà thuộc bên đảng thì thường thường là về phụ trách làm phó cái ủy ban đặc trách về kinh tế, tức là có cái văn phòng, có cái bàn ngồi chơi vậy thôi mà làm phó thôi, làm phó để chờ quyết định đó. Thành ra như là Nguyễn Bá Thanh cái gì đó, ông Thanh đó thì cũng vậy đó. Về đó một thời gian ngắn là bị hạ vệ luôn. Thì còn trong... có một dạ mời em. Dạ thưa, thì còn có một chuyện nữa là chuyện về ông Nguyễn Tấn Dũng. Thì chúng tôi cũng có theo dõi từ lúc mà ông còn làm phó, ông làm coi như thống đốc ngân hàng, rồi ông làm thứ trưởng công an, rồi ông lên làm phó thủ tướng 10 năm, rồi ông lên làm thủ tướng gần 10 năm. Tại sao vậy? Chưa hết nhiệm kỳ 2 thì lại tổ chức bầu lại và ông bị rớt. Mà chúng ta biết rằng là Nguyễn Phú Trọng là muốn hạ ông Dũng từ lâu rồi. Nó đã có những cái buổi họp kiểm thảo rất là nặng nề bên trong. Và đến khi Nguyễn Phú Trọng ra đó, trong năm 2012, nó gọi là hội nghị Trung ương 6. Thì ông Nguyễn Phú Trọng ra thì tổng kết, đọc cái bài tổng kết thì chúng ta thấy lần đầu tiên là Nguyễn Phú Trọng mà rơm rơm nước mắt, nói mà run run đó. Tức là tất cả 15 ủy viên Bộ Chính trị 100% đồng ý là có lỗi lầm, xin nhận kỷ luật. Đó, nhưng mà cái hệ thống của Cộng sản nó tổ chức như thế này anh. Những cán bộ cao cấp á là do Bộ Chính trị quản lý, gọi là Trung ương quản lý. Nhưng mà Bộ Chính trị có quyền họp để ra quyết định là phạt hay không phạt. Đó, thế thì đối với trường hợp trước đây đó là với Nguyễn Tấn Dũng á là tất cả đồng ý là phạt. Nhưng mà phạt mức độ nào thì lại là Trung ương Đảng. Thành ra họp Trung ương Đảng lại để ra một cái bản án cho hay kỷ luật Nguyễn Tấn Dũng. Nhưng mà lúc đó phe Nguyễn Tấn Dũng lại còn mạnh. Nguyễn Tấn Dũng xây dựng cái lực lượng bằng những cái nhóm lợi ích. Ông từng tuyên bố mà tới giờ tôi chưa phạt một ai hết, bắt trước Thủ tướng Phạm Văn Đồng 30 năm không phạt một ai. Trong lúc tình hình tham ô tham nhũng như vậy mà Thủ tướng ra tuyên bố là tôi không phạt ai hết thì chả khác nào là xúi tụi bay cứ việc làm đi, bởi vì thực ra tao cũng làm, gia đình tao cũng làm, tụi bay cứ việc làm không phạt ai hết. Đó, thế thì thành ra kỳ đó là tính nhắm tới Nguyễn Tấn Dũng mà vì Trung ương Đảng đông quá không được. Thành ra Nguyễn Tấn Dũng có vẻ anh để ý là Quốc hội của Việt Nam có cái tổ chức này, tức là tổ chức bỏ phiếu tín nhiệm nhiều hay ít ở trong Quốc hội. Thì lần đầu tiên bỏ phiếu tín nhiệm đó Nguyễn Tấn Dũng rất là thấp. Thì tới lần thứ hai có lẽ là Nguyễn Tấn Dũng biết rồi, biết cái nhìn của xung quanh đối với mình như nào rồi, Nguyễn Tấn Dũng vận động rất là mạnh. Cho nên tới lần thứ hai đó, tức là trước năm 2016 đó,
thì là Nguyễn Tấn Dũng được cái tỷ số rất cao, Nguyễn Phú Trọng rất thấp, bởi vì chúng ta biết cho tới thời điểm đó Nguyễn Phú Trọng rất là lu mờ, Nguyễn Phú Trọng rất thấp. Thì tôi có nghe một số những viên chức cộng sản mà họ đi du lịch bên Nhật này này, thì họ nói là ông Nguyễn Tấn Dũng có thể sẽ lên tổng bí thư, tức là trước khi đại hội 12 chừng 3 tháng thôi, thì vẫn là tin đồn là Nguyễn Tấn Dũng sẽ là tổng bí thư. Nhưng mà rốt cuộc khi mà họp thì chúng ta thấy hoàn toàn 9 ngày Nguyễn Tấn Dũng không có nói gì hết. Anh có nghe trong 9 ngày đó Nguyễn Tấn Dũng nói cái gì không? Không. Hoàn toàn không. Mà công việc của Nguyễn Tấn Dũng, tôi đọc một bản tin rất nhỏ thôi, được chỉ định là gì? Trưởng ban tổ chức điều hợp tổ, tức là trong cái sinh hoạt tổ, trong 9 ngày đó, có một cái sinh hoạt tổ, thì Nguyễn Tấn Dũng làm ban điều hợp, trưởng ban điều hợp, chỉ định ông này nói, chỉ định ông kia nói, hay là trông coi về cái họp tổ, có một cái đó thôi. Mà không có cái lời phát ngôn nào chính thức được đưa ra ngoài hết. Tất cả báo chí đều hạn chế hết. Đó. Tuy nhiên, cũng để ý là ông có hai đứa con, phải không ạ? Là Nguyễn Minh Chiết với lại Nguyễn gì đó. Thì hai đứa con đó, một đứa đó, bây giờ là chủ tịch hội sinh viên. Trước đây là trung ương đoàn, bây giờ thì lên chủ tịch hội sinh viên. Và một đứa đó là học về xây dựng, là thứ trưởng bộ xây dựng. Và mới đây, nội các mới, thì nó lên làm bộ trưởng. Thành ra nó cũng lạ. Là hai đứa con á, thì chưa thấy có vẻ bị đì lắm. Nhưng mà còn ông Dũng thì cho tới ngày hôm nay vẫn gần như hoàn toàn không có tiếng nói. Có một lần ông đi thăm một cái cơ sở nào đó, thì ông chỉ đại khái là khen làm ăn tốt thế vậy thôi, chứ không có đá động gì tới tình hình đất nước hết. Và cái người này đó, người ta cho rằng đó, sở dĩ ông Nguyễn Tấn Dũng bị hạ bệ là bởi vì đã bị coi như một số người phản lại, phản chắc, mà bây giờ người ta gọi là quay xe đó. Đó, thì cái người quay xe mà theo cái người này nói là Sáu Dân. Anh biết Sáu Dân là ai không? Võ Văn Kiệt. Đó, thì không biết bên trong nội tình như thế nào, nhưng mà tương đối đó, Võ Văn Kiệt đó, rất ít hầu như không có bị tai tiếng về vấn đề tiền bạc. Cho nên ông thấy cái chuyện mà gia đình Nguyễn Tấn Dũng mà làm ăn cái kiểu mà phe nhóm bè phái lớn quá đó, cho nên là có vẻ là không bằng lòng với Nguyễn Tấn Dũng. Mà ông cũng như là ngay cả ông dân biểu đầu bạc dân Trung Quốc đó, là một số người đó cũng đề nghị là Nguyễn Tấn Dũng nên xuống đó. Nhưng mà Nguyễn Tấn Dũng nói là tôi đâu có xin lên. Đó, đảng cử đâu thì tôi ngồi đó à. Thành ra bây giờ đảng bảo tôi lên thì tôi lên, chưa thấy đảng bảo tôi xuống thì tôi vẫn làm việc. Đó, thế thành ra chính ông Dương Trung Quốc cũng đề nghị xuống. Nhưng mà bây giờ theo như cái anh này tiết lộ đó, cái người quay xe đó chính là một trong những người quay xe là Sáu Dân, tức là chủ trương kéo ông này xuống. Cho nên chính vì vậy cho nên là coi như không có cái người chống lưng nữa thì là ông Dũng rớt. Dạ. Nhưng mà thưa tin đó là tin đồn thôi, chứ chưa biết là hư thực như thế nào anh, tại vì tất cả những chuyện này nó bí mật lắm. Yeah. Trong thế giới cộng sản thì hầu hết là tin đồn. Yeah. Hầu hết là tin đồn. Những phe nhóm này tung tin phe nhóm kia tung tin phe nhóm nọ. Hầu hết là tin đồn, kể cả Đảng Cộng sản Trung Quốc. Mà tin đồn được hầu như gần như là tin thật. Yeah. Không phải đợi nhà nước cải chính xong sau đó mới thành thật. Nhà nước cải chính. Yeah. Bây giờ mình sang chút xíu về bóng đá không? Dạ. Yeah. Thì hiện nay đó, chúng tôi đang ngồi trước màn ảnh chờ tường thuật trực tiếp vào lúc 14:30 ngày 6 tháng 2 ngày hôm nay, tường thuật trực tiếp từ Mumbai, Ấn Độ về Việt Nam và lên trên làn sóng internet. Trận đấu bóng có thể nói là trận bóng rất là quyết định giữa đội Đài Loan, nữ Đài Loan và nữ Việt Nam. Thì hai đội này được xem á là ai, nếu mà Đài Loan có thể vào chung kết cúp vô địch thế giới chỉ cần hòa và thắng. Việt Nam muốn vào chung kết thì phải đánh gục Đài Loan, phải thắng Đài Loan. Việt Nam không có cửa khác ngoại trừ phải thắng Đài Loan, vì chỉ có thắng Đài Loan thì Việt Nam mới đủ cái điểm và bàn thắng bại để mà vào bên trong cái vòng chung kết. Do vậy Việt Nam đi ra đi này rất là quyết liệt. Thì chúng ta thấy đó, hiện nay mình nhìn chung mà cái Đài Loan hiện nay cũng đang rất là máu. Một dân tộc Đài Loan đó, hiện nay cái đảo Đài Loan chỉ có 1/9 lãnh thổ Việt Nam thôi. Báo chí bắt đầu nói đến cái tiềm lực của hai quốc gia về lãnh thổ,
thì Đài Loan chỉ có 1/9 lãnh thổ so với Việt Nam. Việt Nam rộng 9 phần thì Đài Loan rộng như 1 phần thôi. Dân số thì Đài Loan thì bằng 1/10 dân số Việt Nam. Như vậy cộng qua cộng lại hết á, 1/10 75 chứ không phải là gần như 11 đó, thì cho thấy rằng bề mặt tính mà dễ nhớ hơn đó, thì mình tính là Đài Loan về dân số, về lãnh thổ khoảng cỡ bằng 1/10 Việt Nam. Nếu tính như vậy thì một quốc gia nhỏ hơn gấp 1/10 nhưng mà đó mặt kinh tế quốc gia thì GDP của họ hơn hẳn Việt Nam. Và về kỹ nghệ phát triển đó, thì họ đặt những nhà máy rất là lớn tại Trung Quốc và kể cả rất là lớn tại Việt Nam, và nhân dân Việt Nam phải đi làm thuê làm mướn cho các ông chủ Trung chủ Đài Loan. Thì Đài Loan là một trong quốc gia đầu tư lớn vào Trung Quốc, một trong quốc gia đầu tư lớn ở Việt Nam. Cho nên nó nhỏ gấp 1/10 Việt Nam nhưng mà tiềm lực về kinh tế, tiềm lực quốc gia rất là kinh hoàng. Và Việt Nam thì nhìn đâu, nhìn Đại Hàn cũng vậy, nhìn Đài Loan cũng vậy, nhìn Singapore cũng vậy. Singapore thì cả một nước Singapore không bằng thành phố Sài Gòn. Nhưng mà Singapore kinh tế là 750 cây số vuông, hơn đảo Phú Quốc có 50 cây số vuông à. Đó thì cả một nước Singapore thì không bằng dân số Sài Gòn. Mà kinh tế Singapore và sức mạnh Singapore thì hơn hẳn trong nước Việt Nam. Thì khi mình nhìn ra như vậy đó, mình thấy cái tương quan, cái gọi là cộng hòa sâu chủ nghĩa Việt Nam và các nước khác. Mà tất cả những nước chúng ta vừa nói, từ Singapore, từ Đài Loan cho tới Nam Hàn, thì trước 1975 họ không hơn Việt Nam Cộng Hòa. Thì cho thấy là 50 năm vừa qua đó, từ năm 1975 mình tụt hậu cái kinh hoàng. Mình tụt hậu cái không thể nào chịu nổi được. Mà một số người cứ vỗ ngực và xưng tên, nhưng mà họ có, họ không, ở trong nhà thì nhứt mẹ gì con mà ra đường đó, thì không giống ai hết đó. Thì đó là một chuyện. Thì bây giờ nó trở bóng đá, thì một quốc gia chỉ 1/10 dân số của Việt Nam, mà bây giờ đến giờ phút này trước trận đấu thì họ hơn Việt Nam, chỗ đứng hơn Việt Nam. Việt Nam phải thắng Đài Loan, đội nữ Việt Nam mới vào chung kết được. Và Đài Loan thì chỉ cần hòa. Trong trận này thì có thể nói nhiều Việt Nam nhiều cơ may để thắng. Tại sao anh biết không? Đài Loan đó là có thể nói là một đội nữ hầu hết đang bị Covid. Tuy là tất cả được chích 3 mũi thuốc để phòng ngừa, nhưng mà bị nhiễm trùng COVID-19 đó, cho sức khỏe và độ bền, độ dẻo dai, độ nhanh, độ nhạy, sức mạnh thì bị mất đi rất là nhiều. Cho nên Việt Nam hoàn toàn có khả năng mà thắng Đài Loan chứ không phải là không có. Bởi vì cái sức khỏe của Đài Loan đến cái độ mà bà Thái Anh Văn từ Đài Loan đó yêu cầu ngành thể thao của Đài Loan phải cử một chuyến chuyên cơ bay sang Mumbai của Ấn Độ, một chuyên cơ riêng để chở ngay sau trận đấu, chở tất cả tuyển thủ quay về Đài Loan bằng một chuyên cơ riêng. Và cũng có cái đề nghị khác là sợ chuyên cơ đó thì không có những cái chăm sóc y tế đó, đề nghị lấy một chiếc máy bay y tế riêng để chở những cầu thủ, nữ cầu thủ của Đài Loan bay về nước sau khi đã xong trận Việt Nam. Thì chính vì cái điều kiện thể lực, sức khỏe của Đài Loan như vậy đó, 9 trong 9 cầu thủ trụ cột của Đài Loan đang bị Covid. Thì Việt Nam tận dụng cái ưu thế về sức mạnh, về sức khỏe, và để có thể làm một kỷ lục của lịch sử là vào chung kết cúp thế giới. Chúng ta chờ một vài tiếng đồng hồ nữa thì kết quả nó sẽ có, là Việt Nam có làm được chuyện đó hay không. Thì ra quân đợt này đó
lãnh đạo đoàn tuyển thủ nữ Việt Nam đều có huấn luyện viên Mai Đức Chung. Thì ông Mai Đức Chung rất là tự tin và tin là mình sẽ chiến thắng, tin là Việt Nam sẽ chiến thắng Đài Loan và sẽ làm cái kỷ lục của lịch sử là lần đầu tiên đội tuyển nữ Việt Nam có mặt tại vòng chung kết cúp thế giới. Có thể nó chẳng đi đâu đâu nhưng mà có mặt đã thơm rồi, phải không? Lịch sử của đất nước Việt Nam chưa bao giờ có được như vậy. Thì chỉ cần thắng thì 97 triệu dân người Việt Nam, gần 100 triệu dân người Việt Nam trong nước và ngoài, thì có thể nói là đi là cái đêm mà Nam cũng có thể có đêm hay đêm không ngủ em. Tại California mình có theo dõi trận đấu này qua màn hình, có thể cũng làm đêm không ngủ. Tại vì cái trận cấu này, cái tính chất quyết định như vậy, nó kinh khủng khủng quá. Trong khi chúng ta thấy ông Mai Đức Chung á, là một huấn luyện viên đội tuyển nữ Việt Nam á, thì tiên đoán là Việt Nam sẽ thắng. Và họ vẽ cái đội hình nữa, ba cầu thủ nổi bật nhất của Đài Loan mang số áo 1, 4 và 5 á, thì sẽ bị ba cầu thủ nổi bật của Đài Loan á, thì sẽ bị khóa kín là 6, 17, 19. Ba cầu thủ nữ này sẽ bị kẹp cứng. Việt Nam bỏ ba một nữ cầu thủ to con, khỏe mạnh, có kỹ thuật đeo bám ba cầu thủ số 6, số 17, 19 của Đài Loan để triệt tiêu sức mạnh Đài Loan và dùng cái phần còn lại để mà giải quyết thắng thua. Ngược lại, Đài Loan thì biết rằng mình đang bị thể lực, bị bệnh các vấn đề. Trên Đài Loan đi trận này đánh một đội hình rất là đặc biệt, đánh đội hình 5-4-1, 5 là phòng thủ, 4 là trung vệ, tiền vệ và 1 là tiền đạo. Anh thấy ít khi nào người ta chơi đội 5-4-1, 5-4-1 là nghiêng về phòng thủ hoàn toàn. Anh biết không? Nghiêng về phòng thủ hoàn toàn. Gọi là cái đổ bê tông cốt sắt đó. Cái mô hình này từ trước đây bóng đá của Ý nổi tiếng đổ bê tông cốt sắt, nói trong mô hình của bóng đá đó là đôi giày đặt trong phòng thủ để mà không cho đối phương chiến thắng. Thì bởi vì Đài Loan chỉ cần quê là vô chung kết. Mà muốn như vậy thì Việt Nam phải chơi một đoàn cực kỳ táo bạo, là ngay từ phút thứ nhất cho đến phút thứ 90 trận đấu là Việt Nam có thể là không có gì để mất nữa, là tấn công tới tấp. Và chúng ta coi thử đêm trận đấu là một bên là nghiêng về phòng thủ, không cho lưới nhà thủng lưới, và một bên là bằng mọi cách ta sẽ có tỷ số thắng, phải thắng, thì chúng ta có cái trận đấu này nó long trời lở đất đó. Và một bên giữa bên cực mạnh và một bên là đang bị thương, đang bị bệnh, thì coi thử là cái trận đấu này ý chí nó sẽ là mồ hôi và ý chí sẽ quyết định thắng thua trận đấu này. Anh biết bà Thái Anh Văn có thể nữ tổng thống, tôi rất ngưỡng mộ nhân vật nữ tổng thống này trong nhiều phương diện, riêng lĩnh vực bóng đá không, ngoài cái việc bà cử một đoàn máy bay để đưa cầu thủ nữ về nước, đúng không? Thì bà còn ra một cái động viên từng cầu thủ một, đúng không? Thì mình mới thấy rằng cái bà Thái Măng có thể nói một cái nhà lãnh đạo mà tôi cho rằng một nhà nữ lãnh đạo kiệt xuất của Đài Loan và thế giới. Thì đêm nay đó, không biết anh Minh bên đó có để ý coi không, nhưng mà với Nam tại California cũng sẽ có một đêm mất ngủ, là sẽ chờ để coi kết trận đấu để diễn biến. Nó là mấy giờ Việt Nam anh? Nó là 2 giờ 14:30. 2 giờ chiều hả? 2:30 chiều ngày 6 tháng. Bên đây là 4:30. Dạ. Thì cái đây là trận đấu mà có thể nói long trời lở đất theo cái nghĩa anh Việt Nam chưa vô, anh Đài Loan chưa vô, đúng không? Mà quê Đài Loan quê và thắng sẽ vô, Việt Nam chỉ có cửa vô là phải thắng. Thì đây là trận đấu long trời lở đất. Thì ở Việt Nam cũng hay lắm, thì vô tới vòng này
Thì trong khi đội tuyển nam Việt Nam, đội tuyển nam của Việt Nam thì bị banh gàn gãy gọng. Đầu năm vừa rồi bùng nổ cái chứ, lóe lên cái trận thắng Trung Quốc 3-1 anh biết không? Nhưng mà dù có thắng ngang trước ngược đó là thua hết rồi. Cũng sau khi thua 7 trận thì bùng nổ lên cái thì nó cho nó vui, nó an ủi tự hào dân tộc chút xíu. Nhưng mà thực sự con đất cũng là cái con đom đóm nó lóe cái là nó tắt luôn. Bởi vì có thắng như vậy cũng chẳng có giá trị gì hết. Thì mang tính chất là cái trận thắng của đội tuyển Việt Nam, nam đội tuyển Việt Nam đối với Trung Cộng á, là trận thắng mang tính chất danh dự và phần thưởng tinh thần nhiều hơn là giá trị thực tế về cái thứ hạng và tiến sâu vào giải của Việt Nam. Đội nam không còn hy vọng. Và đội nữ bây giờ nó đây cái dân Việt Nam rất mê bóng đá, toàn nước đang dồn vào. Và chúng ta coi thấy nếu tính về vấn đề mà dân số và lãnh thổ đó thì nực cười châu chấu đá xe là con châu chấu là Đài Loan, xe là Việt Nam. Mà anh thấy không? Mà tính về vấn đề thứ hạng hiện nay thì Đài Loan nhỉnh điểm hơn Việt Nam chút xíu, nhỉnh số bàn thắng bại hơn chút xíu. Chỉ cần về là Đài Loan vào bên trong, cho Việt Nam sẽ đá tất cả sức mình. Mà nếu trận này mà Đài Loan á, Việt Nam đã thắng á, thì 97 triệu dân đốt pháo ăn mừng. Và nếu Đài Loan đã thắng á, thì anh thấy cả dân tộc trong đốt pháo ăn mừng. Đây là một trận cầu kinh hoàng mình. Bây giờ mình xin nói với anh một chút câu chuyện bên lề về đội nữ của Việt Nam. Yeah. Và nói chung là đội nữ các nước. Theo mình nghĩ á, người ta đi coi đá banh á, là người ta đi coi nghệ thuật nhiều. Nhưng mà riêng các đội nữ mà đá á, thì người ta cười nhiều hơn. Hơn là đi theo dõi. Thấy mấy chị chạy theo banh, đưa banh rồi té vân vân là bà con cười là nhiều. Nhíu tóc là... Yeah. Bà con là khoái coi là cười. Nó như thế này này anh. Cách đây khoảng chừng 10 năm thì có tổ chức Thế vận hội của ASEAN thì cũng không ai quan tâm đội nữ nhiều lắm. Việt Nam thì nói chung là cổ động thì đội nam là có vẻ xung trận nhiều chứ còn ít để ý bộ đội nữ lắm. Thì cái kỳ đó, đó đội nữ mình vô địch đó, thế là bà con bây giờ mới tá hỏa ra, trời ơi phe ta nữ cũng ngon lành quá chứ đó, trong ASEAN mình cũng là vô địch mà từ xưa tới giờ là các chị bị coi thường. Rồi ở bên Nhật này cũng vậy, các chị đấu cũng vậy, bị coi thường cho tới cái lần là thắng đội Mỹ đó. Đó mới được tăng lương rồi mới được o bế, thì Việt Nam cũng vậy, được o bế rồi được ca ngợi vân vân. Sau đó đó thì đi đấu giao hữu qua bên Nhật này đấu, tức là nữ của Việt Nam là vô địch ASEAN đấu với nữ, anh biết tỷ số mấy không? Việt Nam đụng với Nhật nữ 10-0. Không, 7-0. 7-0. Đã 7-0, coi như chấp nửa sân, đá có nửa sân này. Mà đội nữ thường á, là đã ít người đi rồi, đội nữ lại đội Việt Nam, thành ra chỉ có một số người Việt Nam ở đây đó, họ cũng đi cổ động cho phe mình. Mà mình không biết bữa đó là vào cửa nó có tính tiền không, cả cái cầu trường á, hai bên tổng cộng có chừng 3.000 người, 4.000 người à, rất là ít khách, rất là ít. Nhưng mà nó đặc biệt một cái là mỗi lần mà banh vô chân Việt Nam á, là Việt Nam vỗ tay hoan hô để cổ động, bởi vì ngay cái chuyện banh vào chân Việt Nam cũng khó nữa, cho nên vào được chân là họ cổ động. Nhưng mà Việt Nam mình sức không có, nói thiệt, bởi sức đó, sức chạy không lại tụi Nhật. Nhật nó khỏe lắm anh ơi, phụ nữ đó mà nói thiệt, nếu mà so bình quân ra đó, có thể là ngang với phái Nam mình hoặc là có khi hơn nữa không biết chừng nữa. Yeah. Đó, họ rất khỏe, họ làm việc đó, luôn luôn là đứng suốt ngày, chứ có như Việt Nam mình làm việc là cứ nào cũng phải ngó có cái ghế là ra ngồi. Còn người Nhật là làm việc là đứng hết, với họ đi bộ nhiều. Thành ra người Nhật họ khỏe lắm, cái tuổi thọ họ cũng vậy. Thế thì cái trận đầu tiên đấu á là 7-0. Mà đến lúc mà đội Việt Nam thua rồi thì anh biết sao không? À, tẽn to quá là đi vô. Trời ơi, anh biết khán giả Việt Nam nó chửi quá. Trời ơi, tao đi kết công, tao cổ động mày suốt một buổi la ó. Mà đến lúc mày thua mày quay đi mày đi vô, không chào khán giả Việt Nam gì hết. Đó, lúc hôm đó thì chỉ có khán giả Nhật Việt Nam mà là Việt Nam đi coi thôi. Mà đội nữ Việt Nam thua là thôi bỏ đi vô luôn, không chào gì hết. Tới chừng một năm sau thì lại hai đội lại gặp nhau, chắc cũng là một cái buổi giao hữu gì đó, thì lần này khá hơn chút là 5-0, thua 5-0 đó, là không đá thủng lưới địch một trái nào hết. Tới lần thứ ba đụng nhau thì trở lại 7-0 như cũ. Nghĩa là mình là nhất ASEAN thôi, chứ còn ra đụng với Nhật không nghĩa lý gì hết, thua hẳn mấy bậc nữa.
Thì có thể nói bóng đá nữ nó là một bóng đá Việt Nam có thứ hạng, nên đã thắng Thái Lan là 2-0 để vào trận này, và đội Đài Loan đã thắng Thái Lan 3-0. Thái Lan lại bết vậy. Thái Lan là một đội nữ giỏi. Thái Lan thì cũng là y chang Đài Loan vừa rồi, vì hiện nay là đội hình của Thái Lan bị Covid-19 nặng quá, cho nên mất sức nhiều quá. Thái Lan cũng bị như vậy, cho nên cái dư luận đang sợ là cái đội Đài Loan không sung mãn trước một ý chí tấn công quyết liệt của đội nữ Việt Nam, thì cho nên Đài Loan đổ bê tông cốt sắt là đội hình 5-4-1 phòng thủ, nghĩa là gần như là bỏ mặt trận tấn công, chấp nhận chơi nửa sân, biết không? Thì cái đó kinh hoàng. Tối mình coi cái đấu pháp của Đài Loan là sao, thì ông Mai Đức Chung biết được cái tình hình như vậy. Mai Đức Chung là huấn luyện viên đội tuyển nữ Việt Nam, thì ông tuyên bố chỉ có con đường duy nhất tấn công. Thì một bên đó là phòng thủ và phòng thủ, thì chúng ta coi thử hai cái đối sách, một thằng bệnh đá thằng mạnh, và cái đối sách tấn công, đối sách đối đầu phòng thủ, thì cái đối sách nó sẽ như thế nào. Bởi vì cái trận đấu này sẽ rất là đầy, đừng nói như ngôn ngữ trong nước, đầy kịch tính, thì chúng ta sẽ theo dõi trận đấu này. Và chúng tôi tin chắc rằng trận đấu này, thì từ góc độ ở người bên ngoài Việt Nam nhìn về Việt Nam, thì chúng ta sẽ có cái nhìn khác về bóng đá Việt Nam. Bạn Đỗ Thông Minh và chúng tôi sẽ tường trình cho quý vị. Thì chúng ta sẽ ra tin khác anh Minh hả? Dạ. Còn tin gì anh muốn nói không anh? Để coi. Có cái vấn đề là Việt Nam thì đang mà đi vay thêm anh ạ, đi vay thêm tiền, tức là vay nợ mới để trả nợ cũ. Mà cái người mà vác bị gậy đi vay trước đây nhiều nhất là ông Nguyễn Tấn Dũng, thì tôi rất là ngạc nhiên là ông có một lần ông phát biểu ông nói rằng là nghe tin phái đoàn Việt Nam mà tới nước nào là nước đó nó sợ. Ông lại nói như vậy, tức là đi hoài à, thành ra họ tiếp nhiều quá, họ mệt. Nhưng mà tôi lại thấy rằng là ông Nguyễn Tấn Dũng là một trong những thủ tướng đi nhiều nhất. Anh có để ý không? Yeah. Nguyễn Tấn Dũng là vác bị gậy đi nhiều nhất. Ngay cả những cái khánh thành ở trong nước quan trọng Nguyễn Tấn Dũng cũng đi nữa. Yeah. Thành ra Nguyễn Tấn Dũng là cái người đi nhiều nhất chứ không phải là mấy kia. Mà mỗi một lần một phái đoàn đi như vậy á, là trung bình là 140-150 người. Ngoài ông thủ tướng thì có thể chừng 3-4 ông bộ trưởng. Cộng với một số đại diện là hầu hết là các công ty đi để giao dịch, nhưng mà nói là đi giao dịch, đi tìm thị trường, chứ thực ra giống như là cái vụ mà đi theo bà chủ tịch đó, quốc hội đó, Kim Ngân đó, là qua Hàn Quốc xong rồi trốn luôn đó. Tôi không hiểu tại sao mà nó can gan đến như thế, đi lén đó, là đã ghê rồi mà lại đi lén bằng máy bay của bà chuyên cơ của bà chủ tịch, thì đương nhiên chuyện nó phải lộ ra chứ sao không lộ ra được. Mà không hiểu sao lúc đầu nó không lộ ra, cả năm sau đó, rồi báo Hàn Quốc nó đăng lên bắt đầu mới có. Thì 9 người trốn, nhưng mà về sau đó thì có 4 người hay 5 người về, còn 4 người là tới bây giờ vẫn còn trốn luôn, chưa bắt được đó. Thì thấy về dường như cũng bắt đầu ra tòa phạt mà nhẹ thôi, chứ cũng không có nặng lắm. Đáng lẽ mình nghĩ là cái này là cái vấn đề danh dự quốc gia, một nguyên thủ quốc gia đi mà lại đi ké để trốn thì nó không còn nghĩa lý hết, tức là bất cứ chỗ nào nó cũng trốn được. Yeah. Thì nói chung anh trốn thời gian là cũng về thôi, chứ ông ngoại này có khả năng để sinh sống ở tại bên tùy anh, nó có thể có thân nhân hoặc nó có tiền sẵn rồi. Yeah. Tùy chứ. Cũng đương nhiên nữa, nếu mà người thường thì đương nhiên không ở lâu được, như là anh thấy 200.000 người giải cứu về đó là những người dân nghèo đi làm. Còn đối với những đứa mà nếu mà nó là đại gia, nó có tiền rồi thì, hoặc là nó có thân nhân ở ngoại rồi thì nó khác.
Ngày hôm nay thì trước khi đây là sóng này, Nam có gửi bộ cho anh một cái email về bản tin tình trạng người lao động Việt Nam ở tại Nhật Bản đó anh. Nếu có dịp và anh nội dung của bài viết ra hay Thôi bây giờ mình nói sơ với quý vị luôn, nếu mà còn thì giờ mình xin trình bày sơ với quý vị á. Tức là cái cộng đồng người Việt ở hải ngoại ở bên Nhật này đó, cái thời Minh á thì cơ bản là chỉ có du học sinh thôi. Cho tới năm 1975 là có cỡ 950 người. Nhưng bây giờ họ đi các nước thứ ba hết, chỉ có khoảng 3-40 người là về Việt Nam luôn. Còn một số rất lớn á, thì đi đi về về, đi về về, nhưng về luôn là 3-40 người thôi. Bây giờ còn lại ở Nhật đó độ 70-80 người, nhưng mà đa số là chìm trong xã hội Nhật rồi lấy vợ Nhật vân vân, thành ra gặp nhau á, mà đông lắm á, là 15-20 người đó. Là mỗi lần có bạn bè từ xa tới mà rủ gặp nhau, đông lắm là cựu sinh viên nữa 15-20 người, và sau đó, đó là không có du học nữa sau 75. Cho tới khoảng 80 đó thì bắt đầu bên Việt Nam bắt đầu cho du học lại mỗi năm chừng 2-3 người, rồi bắt đầu từ 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 lên. Rồi tới năm 1994 á, là Nhật nó bắt đầu nó nhận người lao động Việt Nam, 1994. Và tới nay đó là anh thấy như vậy là 28 năm rồi, gần 30 năm rồi. Ngày hôm nay con số người Việt Nam lao động cộng với du học, nhất là lao động là đông nhất, hơn 400.000 người. Anh thấy khủng khiếp không? Một mình nước Nhật đó bằng cả người Việt đi khắp nơi thế giới đó. Ở vì sao? Bởi vì cái lợi tức lương ở Nhật tương đối nó cao. Và so đây mình chỉ nói là tương đối thôi nha, cái giai đoạn tị nạn cũng như cái giai đoạn lao động này đó ở Nhật là sướng nhất. Đây là mình nói tương đối thôi, tức là nó đỡ hành hạ các nước kia, thí dụ như là Mã Lai, Saudi Arabia hay bất nước kia vân vân, thì cái ngôn ngữ nó lại càng xa lạ, và thứ hai nữa là dân bên kia nó có thể kém, nghĩa là nghiêm chỉnh hơn bên Nhật, cho nên là nó ăn hiếp nhiều hơn. Nhưng mà Nhật cũng có những cái chuyện ăn hiếp, bởi vì nó coi mình như như là một người thiểu số vậy, tiếng không biết, chuyên môn không có. Nhưng mà bên đây nếu mà đi làm những cái nghề mà ngoài trời đó, thí dụ là phá nhà đó, dọn dẹp đó, thì đó là lương cao nhất đó, lương có thể trung bình cỡ $100 một ngày. Còn nếu không, nếu mà làm dây chuyền thì lương thấp thôi, thì nó qua nhiều cái giai đoạn lắm, công ty gửi đi rồi công ty tiếp nhận rồi rồi cảng sửa nhận, nó cắt 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 hết. Thành ra ở đây cũng có cái chuyện trốn ở lại nhưng mà nó không có nhiều. Nhưng mà nó có một cái chuyện là như vậy, qua cái chuyện trước đây bình thường á thì một năm á, Nhật nó bắt mình á là cỡ 7.000 vụ ăn cắp, anh 7.000 vụ đó. Mình thì không có làm chuyện lớn, thằng Tàu á thì nó nhiều trò ma mãnh, nghĩa là sử dụng internet giả rồi thẻ giả, thẻ cái tín dụng giả với lừa bịp thì nhiều. Mình á thì cái đầu óc không có gian manh như thằng Tàu, đó là nói thiệt nó như vậy, cho nên mình là chỉ có ăn cắp vặt thôi là nhiều. Thấy cửa hàng người ta thì không ai ngó, là đi ngang là sớt đó, cái kiểu Việt Nam là như vậy. Thế thì bây giờ đó, trong cái vụ mùa Covid này đó, là nhiều hãng đóng cửa, nhiều anh là không có việc, nhiều chị không có việc, thì nó phát sinh ra thêm một số những cái việc rất là lạ lùng nữa. Tức là vào vườn người ta ăn cắp hoa màu, trái cây. Thứ hai là vào chùa người ta ăn cắp bò, ăn cắp cừu. À, thế thành ra có những vườn khai báo với cảnh sát là mất bao nhiêu trái táo, bao nhiêu trái lê, và có những nơi báo cáo là mất bao nhiêu con bò, bao nhiêu con cừu. Thế thì trong khi ở cộng đồng Việt Nam mình á, bây giờ thí dụ đó là cái nhóm ăn cắp bò, heo với lại cừu đi, ăn cắp không lẽ ngày nào cũng đem thịt heo ra ăn ăn sao hết, đúng không? Một con heo không lẽ ngày nào cũng ăn thịt heo ăn sao hết. Thành ra Việt Nam là tự làm thịt heo ở nhà, là anh biết cũng như Mỹ là cấm cấm làm những con thú vật đó tại nhà, đó là không có vệ sinh. Thứ hai nữa là Việt Nam viết thành những cái bảng quảng cáo đi phát cho cộng đồng mình là thịt heo quay, nếu mua nguyên con tặng bộ lòng luôn đủ thứ hết. Tức là bắt đầu mình ăn cắp sang những cái mà không ai có thể ngờ được hết, tức là vô vườn, vườn thì ai người ta cũng nhốt con thú rồi người ta đi ngủ chứ, nó có vườn nó có ai canh đâu. Mà nhà Nhật ngày xưa tới giờ nó nhiều khi nó cũng không cần khóa nữa, mà khóa đơn giản thôi, khóa cái chuồng thôi, mà ai mà khóa tốt gì đâu, cho nên là nó đem xe hơi tới lén lén vào trong bắt đó, bắt rồi đem về xả thịt ngay tại nhà, sau đó viết quảng cáo đi phát, ai cần mua thịt heo quay, mua cừu rồi này kia. Đó là Việt Nam bây giờ nó có cái vụ đó, thì cũng Chuyện hơi kinh nặng. hoàng. Không phải là chỉ ăn cắp vặt không, mà ăn cắp trong chuồng, trong vườn người ta luôn, vườn nho là vô hái, vườn táo là vô hái đó.
Trong khi đó thì cái cộng đồng người Việt mà di tản á, cái thành phần người Việt di tản ở tại các nước đó, đặc biệt là tại Hoa Kỳ đó. Chúng ta đã nói một vài lần, tôi có một người bạn bác sĩ và viết sách về Việt Nam, chuẩn bị làm phim ở Việt Nam. Anh là người Đức, người Mỹ gốc Đức, lẽ ra anh tự hào về giống Đức anh lắm. Nhưng anh cho rằng nếu có một dân tộc mà có thể nói là kiệt xuất ở trên đất Mỹ, ông ta cho đó là dân tộc người Việt Nam di cư, thì chúng ta thấy rằng cái người Việt Nam ra ngoài quốc đó, thì cái sắc dân mình miền Nam di cư thì nó tạo được nhiều tiếng tăm tốt. Mà mấy anh Việt Nam lao động ở các nước sau chủ lao động các nước sau lao động sầu chủ nghĩa, đảng cử đi, chính phủ cử đi thì nó tệ hại quá. Khắp nơi bây giờ là ô xin, nào là rồi làm thuê, làm mướn, làm gái mại dâm, rồi ăn cắp ăn trộm, nó kinh hoàng quá. Nó giống như hai thế giới khác nhau, anh biết không? Mình nó kinh khủng quá. Anh có biết là xin lỗi phụ nữ Việt Nam là qua Lào với Campuchia làm gái mại dâm không? Tức là mình là cái nước mạnh, nước lớn hơn mà mình lại đi qua cái nước nhỏ để làm gái mại dâm. Và cái chống lưng cho những người này cũng là công an khai thác cái đó. Đó. Rồi đôi khi thôi, bà mẹ Việt Nam nhưng mà nghèo quá bán con. Đó. Thì tại sao gái Việt Nam lại hoạt động ở Lào, Campuchia? Là bởi vì gái Việt Nam trắng trẻo hơn Lào, Campuchia. Lào, Campuchia trông nó hơi đen đúa, thành ra gái Việt Nam ở bên đó cũng có giá lắm Là đó. thơm hơn nữa. Nhưng mà trên nguyên tắc đó là các nước ASEAN với nhau đó là đi lại không cần visa anh ạ. Nhưng mà Việt Nam đi qua Singapore thì tùy từng lúc, có những lúc tình hình căng thẳng là nó phỏng vấn kỹ lắm và rất nhiều trường hợp là nó no, không cho vào. Trên nguyên tắc là được vào, nhưng mà cái quyền tối hậu vẫn là cái quyền của sở nhập quốc, tại vì tình hình kia là cái tổng quát thôi, còn đặc thù á là tùy tình hình. Ngay cả thí dụ như anh nhớ có một số người Việt Nam xin visa về Việt Nam, đến lúc vào cửa khẩu nó nói không hoan nghênh đó, như là ông trưởng ban Việt học ở bên Úc đó, chẳng hạn như vậy. Thì trước giờ ông đi mà ông không viết lách gì thì ok, bắt đầu ông hơi viết lách có vẻ hơi chê chê đó là nó ghét rồi. Thành ra kỳ đó đó là ông dắt học trò đi, ông là trưởng ban Việt học mà, dắt khoảng 10 thằng Úc đi thì xin visa đàng hoàng. Úc phải xin visa nha, xin visa tòa đại sứ, nhưng mà tới nơi nó coi rồi, nó coi máy nó nói là anh không được chúng tôi hoan Anh muốn nghênh, cho nói nên trường hợp là Nguyễn, anh muốn nói trường hợp Nguyễn Hoàng Tuấn phải không? Nguyễn Hoàng Tuấn đó là ở Hưng Nguyễn Quốc đó, Hoàng Nguyễn Tuấn Hưng Quốc đó thằng bạn học cùng lớp của Nam, hai lần lận chứ không phải một lần, thằng anh Nguyễn bị Hoàng, hai lần lận. Mình gặp ông mà mình qua Úc là hai lần nói chuyện trong trường ông đó. Nguyễn Hoàng Tuấn mỗi lần qua Mỹ hay thường nói chuyện Đó. với Nam lắm, vì đó là bạn học cùng lớp, Rồi. cùng bạn học cùng một thời với nhau. Thì cái vụ đó đó, ông vào đó, thì nó nói là chúng tôi không hoan nghênh. Thì ông nói là tại sao lại cấp visa, nó nói là cấp là một chuyện nhưng mà quyết định chung cuộc là tại đây. Thế bây giờ hỏi tại sao? Thì thằng nhân viên nó nói nó cũng không biết tại sao, đây là lệnh cấp trên. Nó tránh trách nhiệm. Bây giờ nó nói lệnh cấp trên thì giờ anh cự ai bây giờ? Thấy không? Nói nó thì nó nói nó không biết, đây là lệnh cấp trên. Thành ra bây giờ anh phải ở phi trường này chờ cái chuyến bay sớm nhất thì mời anh về. Mà anh phải tự mua vé, trong khi hầu hết người ta mua vé khứ hồi rồi. Tức là bây giờ anh phải mua thêm cái vé thứ ba nữa, thấy không? Để về Úc. Thành ra anh Tuấn anh kể đó là từ lúc anh rời nhà đúng 24 tiếng trở lại nhà mất ba cái vé, trong khi đám học trò thì nó cho vô anh ạ. Đám học trò nó cho vô, vậy đám học trò nó đâu có tội gì đâu, nhưng mà ông thầy dắt đi thì không được. Đó là đó một lần. Sau đó chừng 3 năm 4 năm ông đã kể cái chuyện đó rồi, 3 4 năm sau thì ông lại có một cái giấy mời của một cái buổi hội thảo ở bên Việt Nam, nó mời ông đàng hoàng, ông lại vác lên xin visa, nó lại cấp vào phi trường, nó lại không cho ông nữa. Ông bị tới lần thứ hai, từ đó là ông cách luôn. Và từ đó bắt đầu ông không còn e dè nữa, ông viết ông chửi quá trời đất luôn. Chứ trước đó là ông chỉ nói nhẹ nhẹ thôi, ông tránh để ông đi đó. Nhưng mà đến lúc ông bị hai lần rồi đó, ông bị tới hai lần là ở bên Mỹ, thì cũng khoảng thời gian đó thì có một ông linh mục cũng về Việt Nam. Lúc ở Việt Nam lộn xộn gì về tình hình Thiên Chúa giáo đó thì cũng về, nhưng mà xin ở hải ngoại thì nó cho, vào trong nước nó không cho. Mỹ cũng vậy nha, nó cấp visa cho anh rồi, nhưng mà từ lúc anh đi, nếu mà có cái chuyện gì mới thì nó đâu có biết được, thằng đại sứ nó cấp rồi nó đâu biết được.
thì cuối cùng hồ sơ vẫn là ở cái sở Nhật Quốc. Thành ra sở Nhật Quốc nó mở ra mà nó thấy có vấn đề á, nó có quyền từ chối. Khi ở Việt Nam á, thì phải nói là cái nhà nước Việt Nam vẫn theo cái chủ nghĩa rừng rú đó anh biết không? Thằng nào mà thân tao á, thì tao cho đi vô. Thằng nào không thân tao á, thì tao không cho vô. Kể cả nhà văn, kể cả báo chí, thằng nào mà thân tao á, thì tao mở cho vô trang website được vô hoạt động ở Việt Nam, trong Việt Nam đọc được. Mà hệ không thân á, chống tao á, thì tao đóng lại. Cho nên một cái chế độ mà phải nói rất là rừng rú á, rất là rừng rú. Và đến ai chịu thiệt thì nhân dân Việt Nam chịu thiệt, ai chịu thiệt đâu. Vì chính cái chủ nghĩa mà bóp chặt lại đó, không cho giao lưu bên ngoài đó, thì dân Việt Nam nó bây giờ nó lạc hậu, trở thành rừng rú. Mình đã đọc rất nhiều tài liệu, những viên chức lớn và đặc biệt về vấn đề truyền thông nói rằng là tại sao lực lượng chúng ta hùng hậu như vậy mà lại đi sau mạng xã hội. Tin của nó đó, tại vì những tin nhạy cảm nó phải chờ quyết định ở trên. Anh nhớ cái vụ bãi Tư Chính không? Bãi Tư Chính đăng rần rần, 13, 14 ngày sau phát ngôn viên Việt Nam mới lần đầu tiên mới lên tiếng. Không biết phải ăn nói sao, chưa có chỉ thị. Không có dám nói. Mà Trung ương không nói, các báo cũng im luôn. Trời, nói bậy là chết. Đó, tại vì nó đã có lệnh rồi, những cái việc nhạy cảm là phải chờ. Thì cuối cùng là phải chờ Trung ương hay là phải chờ Bộ Chính trị hay Thường vụ họp xong rồi cuối cùng mới xuống. Thành ra tin người ta nghe hết trơn rồi, tàu nó đi ra đi vô mấy lần rồi bây giờ Việt Nam mới biết. Đó, đại khái là vấn đề này. Cho nên là nó thua là vậy. Thiên hạ nghe láng giáng rồi. Nó nghe BBC, nghe đài rồi vân vân. Thế là họ tìm vào những trang mạng hải ngoại là họ thấy hết, có đủ hết. Không đồng ý là đôi khi hải ngoại có những, cũng như trong nước có những thằng cà chớn biết bậy biết bạ thì có, nhưng mà có những cái tin rất là trung thực. Anh đối chiếu chừng 2-3 đài với nhau thì anh biết cái tin nào là tin trung thực. Thì những cái tin gì mà đụng tới cái tàu á, nhạy cảm là Việt Nam đang rất là chậm đó, hoặc là những cái tin thì nổ ra bất lợi cho nhà nước là nhà nước ếm đi hoặc không đăng. Cũng giống như cái vụ Việt Á bây giờ nó toàn đổ cho cái thằng Quang Minh gì đó, nó toàn đổ cho thằng đó ấy. Về cái tội nâng giá nó đâu có cái tội lớn đâu. Cái lộ là cả một cái sản phẩm lừa bịp, cả một cái hệ thống tuyên truyền lũng đoạn chính phủ lừa bịp, cái đó mới là cái quan trọng, chứ còn cái chuyện nâng giá đâu có phải là quan trọng. Nhưng mà bây giờ nó coi như đổ hết cho thằng đó là coi như là lãnh, còn mấy thằng bộ trưởng, thứ trưởng là né hết. Bây giờ nó mới bắt có vụ trưởng thôi. Đó là những anh trực tiếp làm giấy tờ là phạt thôi, còn mấy thằng ở trên đăng nguyên cái trang nhà Bộ Y tế về cái thơ này thế kia, và chính Bộ Khoa học và Công nghệ đó xác nhận là ok, gửi qua cho Y tế, một ngày sau Y tế ok, cả hai cơ quan đều không kiểm nghiệm, không thẩm tra gì hết. Đó thì cái đó là cái lỗi rất là nặng, bởi vì đâu phải là anh chơi cờ bạc hay anh hối lộ giữa hai người với nhau, đây là anh chích thuốc cho cả nước cơ mà. Mà anh tưởng tượng không kiểm tra làm sao mà có thể nói tưởng tượng một cái Bộ Y tế nó làm việc như vậy. Cho nên bây giờ 38.000 người chết đó, không biết ai là chết thật hay là chết vì xét nghiệm mà kết quả sai. Anh thấy không? Giờ cũng làm sao mà điều tra nổi cái đó. Chết thì chịu thôi. Cho nên ở những cái chuyện mình không hiểu được. Có những cái chuyện cũng nói nhân vật này trước khi đi sang đề tài khác hoặc là chúng ta dừng. Thì chẳng hạn như hiện nay tin tức mới nhất đó, cho biết là Bắc Hàn làm những cái tên lửa đạn đạo này nọ, biết không? Từ cái việc ăn cắp tiền quốc tế. Ăn cắp tiền, biết không? Lấy tiền các thương mục ngân hàng. Các thương mục ngân hàng lấy tiền làm chế đạn đạo. Anh thấy không? Nó kinh khủng cái kỹ nghệ. Bắc Hàn bây giờ là đang giai đoạn đói nha anh. Ngoài Covid nó còn đói nữa đó. Cái kỹ nghệ lớn nhất của quốc gia đó là hệ thống đạn đạo được tài trợ bởi những vấn đề các nhà băng. Thì đó là sầu chủ nghĩa Bắc Hàn. Rồi bây giờ sầu chủ nghĩa Trung Cộng đó, thì bây giờ tổ chức cái Thế vận mùa đông để ăn cắp những cái sản phẩm trí tuệ của Nam Hàn. Nam Hàn cũng la trời ra đất lên luôn. Anh biết không? Thì nó là cái bệnh của mọi nơi, chứ dưới chế độ sầu chủ nghĩa chẳng qua cái bệnh gì riêng của nước Việt Nam không, anh biết không? Na Bắc Hàn rồi Cuba rồi Việt Nam rồi Trung Cộng, nó đi giống nhau.
Q3 và Bắc Hàn là mới đây mới cho sử dụng điện thoại cầm tay đó, mà cho những người tin tưởng thôi, mới mới cho đây thôi. Nhưng mà để nói với anh một chút là vừa rồi anh nói tới vấn đề Bắc Hàn mà chế tạo hỏa tiễn đạn đạo đó, thì xin để ý là nó có hai loại hỏa tiễn chính. Đạn đạo á, tức là anh căn từ lúc bắn, nó giống như đại bác vậy đó, anh căn tọa độ từ lúc bắn, còn viên đạn nó đi là theo cái sức nó đi cầu vồng vậy thôi. Nó đi rồi là anh không có điều khiển nó nữa, thì cái đó là đạn đạo, giống như hỏa tiễn Scud là đạn đạo, còn Tomahawk là hỏa tiễn hành trình. Hỏa tiễn hành trình là computer gắn trên đó vẫn tiếp tục theo cái sự điều khiển của cái người ở dưới đất để tới mục tiêu hay là đổi mục tiêu, thì cái đó là hành trình. Còn đạn đạo là bắn thôi, căn rồi còn còn nó đi là đại Lâu khái là giống như mọc chê rồi đó. tới đâu tới Lúc đó là không có điều khiển nữa, chỉ điều khiển lúc bắn thôi. rồi còn tin tức gì nữa không anh Minh? Chắc cũng có lẽ hết rồi Chúng ta anh. tạm dừng ở Mình đây nói nhé, cũng cỡ một tiếng rồi, hơn cũng tiếng rồi. hơi dài, chúng ta tạm dừng ở đây cho hẹn gặp lại quý vị vào thứ ba tuần tới. Hai anh em chúng tôi xin chia tay quý vị mà nhân cái cũng còn ngày Tết, kính chúc quý vị một năm mới. Bây giờ ở bên nước Mỹ này vui lắm, bây giờ chúc Tết lẫn nhau, bạn bè gọi nhau. Năm nay ông Nam ơi, chúc tôi cái gì? Ông Nam đừng chúc cái gì hết ấy. Chỉ chúc tôi mạnh khỏe là tôi mừng rồi. Bây giờ cái mạnh khỏe trở thành cái yếu tố quan trọng nhất, chứ không phải là phát tài phát lộc phát gì nữa. Anh có nhớ cái câu mà người ta thường hay nói với nhau không? Thức ăn mình ăn 70% là nuôi bác sĩ nha. Cái đó là một phần thôi. Còn mấy cái câu này mới là hay nè. Lúc trẻ đó thì đem sức nha, đem sức Kiếm ra tiền kiếm tiền. Lúc già thì đem tiền đi mua sức, tức là đi đúng chữa bệnh, uống thuốc rồi này kia đó. Đó. không? Cho nên đầu năm nay vui lắm, năm mới kể tầm một năm á thì mình làm việc rất là nhiều người khắp thế giới, nước này nước nọ, ở miền tiểu bang này tiểu bang nọ, nước Mỹ phải không? Rồi gọi anh em nói tôi biết ông gọi chúc Tết rồi, nhưng chúc dùng sức khỏe thôi nha. À, bà con bây giờ trọng sức khỏe lắm anh, trong những cái khác như là thăng quan tiến chức hay là hạnh phúc hay là làm ăn phát đạt này nó đặt ra sâu sức khỏe. Thì cũng trong tinh thần đó, hai anh em chúng tôi Đỗ Thông Minh và Nguyễn Trung Nam chúc quý vị một năm mới mạnh khỏe. Dạ Xin vâng, xin chúc quý chào vị được quý mạnh vị. khỏe. Dạ, cảm ơn.